Nồi thịt kho trứng trong kho lúc 20 giờ đêm của thứ bảy. Cái tập chăm nấu bánh canh trên YouTube có chú Út xuống á, tại vì tưởng chú ở chơi về chú Út về mất tiêu. Cho nên chăm mấy kho thịt ban đêm luôn á mọi người. Đoạn này là sáng hôm chủ nhật chăm dậy nè, dậy hơi trễ, bắt nồi cơm xong rồi bắt đầu chăm chuẩn bị lộn mèo đi ra ngoài chợ. Mới đầu là tưởng chú Út ở lại chơi mới mua thêm thịt để kho, mà ai về chú Út đi về mất tiêu luôn. Đi chợ về rồi thì thịt kho trứng không thể nào thiếu dưa hấu được mọi người. Ăn cơm với thịt kho trứng với dưa hấu thì thôi rồi luôn á. Cũng không quên la xét trái cây. Còn một khúc bầu ở trong tủ lạnh trong đấy ra trong nấu canh tôm khô luôn. Còn một cái bầu lên thu hoạch thì xong đem cho phòng trọ kế bên. Hái xốp vậy nè nó non á, ăn được vỏ luôn mọi người. Còn để già quá vỏ nó sẽ bị cứng. Đoạn này qua phòng cô giáo một nửa, cho cô kế bên phân nửa. Quay về nêm nồi canh là xong được món canh rồi đó mọi người. Hôm nay chăm sẽ thu hoạch salad để làm salad trộn. Về miền Tây có ai, về miền Tây lúa mùa thơm thơm mai, dừa xanh nghiêng chênh chết cá ngược dòng sông đầy. Sốt dầu giấm với sốt mayonnaise là lúc nào chăm cũng có sẵn hết trơn á. Cứ mà có rau salad là chăm hay làm cái món rau trộn này lắm mọi người. Ngày xưa chăm trồng salad son chăm cũng hay trộn giống vậy nè. Pha sốt dầu giấm với lại mayonnaise, cho thêm miếng hành phi, ưa ăn cay thì thêm tương ớt tùy ý quên. Xong rồi là chăm được một dĩa salad. Còn đây là nồi thịt, sau mấy tiếng đồng hồ kho thì nó cũng sắt xuống rồi mọi người, và bắt đầu rịu gã rồi đó. Đêm qua kho khuya quá trời, cái đâu có nước dừa đâu, mà kho nước dừa gám gám nó mới ngon, cái chăm quyết định kho bằng nước lọc luôn mọi người. Còn bây giờ mọi người chuẩn bị phụ dọn chén ăn cơm online với chăm nha. Thịt kho trứng, salad trộn, thêm dưa hấu nữa. Trời ơi, đậm phong vị miền Tây luôn á. Dắt anh theo em về mà miền Tây, thằng tí nó hóng chuyện ai về là mình đây. Trời ơi, hôm nay ăn cơm ngon miệng thiệt luôn mọi người. Tại vì sáng chủ nhật có dậy cái cũng thảnh thơi á. Xong rồi cái nấu cơm ăn xong thấy nó ngon gì đâu luôn.